Đây bao giờ là cản có mặt tại nhà anh Hùng Vlog. Đây là trên tầng 2 nhà anh Hùng. Cây đa bên nước Sơn Đình. Vườn rất đẹp. Cảnh cảnh nông thôn nhà ngày xưa của mình. Cây đa trên nước Sơn Đình. Đó này rất tuyệt vời của anh Nam Lê. Làm Lê. Chào mọi người nhá. Có anh Thắng video bonsai. Chào mọi người nhá. Đang đi xem đồ của anh Hùng Vlog, xem đồ. Quý lắm. Bể đá cổ của anh Hùng. Bể trơn mà to là quý rồi, có thể to này là học văn đây nào này, bể quá em thì không dám để biết nhận để trong ngày tối sáng hơi tối nhỉ, hơi tối, tối này bị cứng ấy, hỏng chợ mày. Cô bà rồi. Cô bật ở cho tí ánh sáng. Thôi rồi, đừng có đưa nó thế thôi. Cái nào cũng nghiện là kêu nghiện nhưng mà cái cơ bản là hiu. Cái này là đục cả bốn mặt luôn nhé. Cơ bản là nhà cháu hiu. Hơi yếu. Ui sợ rồi. Cái này anh Hùng lấy về lâu rồi? Anh lấy 6-7 năm rồi. Mỗi con này thì lấy được năm rồi. Vâng. Cái đấy thì em thấy anh mà lấy ở trong mấy rồi anh? Anh của anh. À đúng rồi. Hôm đấy em lấy cái đưa lên thế đó. Vâng luôn. Nắm nhiều là nghiện đấy của viên. Nghiện à? Đến hôm sau còn anh không có số đồng. Anh có cái phần chân với hạt. Quá là phê. Em xin phép hỏi anh một chút là anh cảm nhận gì về cái những cái đồ chơi của anh Hùng anh? Thật sự mà nói là để mà có điều kiện mà chơi được những đồ chơi như này thì không còn gì bằng đâu. Vâng. Nhưng mà phải có điều kiện. Vâng. Có điều kiện không nói nên điều gì. Vấn đề là phải có điều kiện. Vấn đề là phải có điều kiện. Bởi vì là những cái thứ này là những đặc biệt, càng hiểu sâu nó thì càng cuốn. Vâng. Bật mí cho quý vị được biết là Dương Anh Nam Lê là ngoài cái khả năng làm cây thì anh cũng là một người hiểu biết rất rộng về sâu về bể đá. Gọi là biết một ít. Anh là người rất là khiêm tốn. Rất nhiều bể đá bể đá cổ sai bé. Ui giời, cái này đẹp thế nhỉ. Đẹp. Khoan xì, đường nét. Xuất sắc mà cho vào đây được nhỉ. Quá tuyệt vời nhỉ. Chơi hạt vừa chơi về chơi cây thì kinh. Đây là khuôn viên trên tầng 2 nhà anh Hùng. Phải nói là đến đây là một cái nhìn bên thế là giật mình. Những cái bể đá cổ của anh sưu tầm.
Cái bể là kích thước bao nhiêu anh nhỉ? To thế. 1m62. 1m62. Đấy là chiều ngang, còn chiều rộng 85. 85. Khủng khiếp thật. Thước phim, trước thì là Bó Sát Đất Cảng đã chia sẻ cho quý vị là cái bể đá cổ của anh Hùng đặt ở vườn cây, kích thước là 2m02 và 1m06, chiều cao là 60. Cái này cho cái cây trên trên sông La rồi. Đây là cái kiệu. Cái cây đấy cho mùa bể cuối mặt quý. Kiệu kích thước rất to. Kiệu đúng rồi, kiệu cổ. Thế là cái này còn tiến là để cho anh làm. Bốn mặt đấy con sai tất cả. Vâng. Bốn mặt đấy. Chân voi đấy, chân vừa này. Thích lắm. Lành tít. Chân đấy nó mới đẻ. Bây giờ sai vừa hỏi nhưng anh bảo để vào cây. Anh vào cây. Nó vừa miếng thế bây giờ sai. Nhỏ nhỏ dễ sơi. Anh Thắng anh định là giao lưu nhưng mà anh Hùng anh vào cây mất rồi. Con này là về là có xăng xe ngay anh ạ. Bốn mặt vì để vào cây là mình chơi được cả trước sau. À con này bốn mặt nhỉ? Bốn mặt luôn. Thường em thấy là một mặt đằng sau là nó không quá. Sau là để có cụ ba mặt thôi được. Đây cả bốn mặt. Nữa cái cây mà vào nhà anh mặc không vừa. Thế bây giờ phải tìm khách nhà. Thôi cây của anh chứ. Đúng rồi, mua hẳn cây. Mua cây chứ. Thì anh không có lý do gì anh không bán cả. Quay lại mua cây. À. Cái này anh phải tắm thế này. Đúng rồi, phải tắm ấy. Một thời ngày xưa không biết bao nhiêu nàng cung chúa tắm ở đây rồi. Không biết bao nhiêu nàng tắm ở đây rồi. Thật tuyệt vời. Quá tuyệt vời. Đây, qua đường này. Ngày xưa các cụ nhà mình ăn chơi phết. Ăn chơi. Bây giờ thế. Quá ăn chơi. Không làm được cái việc. Vâng. Bể tắm luôn rồi. Công chúa đấy. Mét 6 đấy anh ạ. Bó Sát Đất Cảng xin dừng thức phim ở đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Ba mặt trước đã qua rồi còn một chuyện trò. Cái này là thành hai lớp chuyện. Chuyện đây là chuyện cả đây nữa. Còn chữ chữ này là chữ tàu với chữ gì anh nhỉ? Chữ nho. Chữ nho. Cái bể này là cái bể này bao nhiêu năm? Cái này anh để đấy phải cũng là 6 năm rồi. Anh lấy ở khu nào vậy? Tục vào bên trong. Anh rất nhiều đồ. Hôm nay có đang có con si mà đưa vào đấy. Vâng. Lấy con si cổ gì chú làm nhỉ? Vâng. Si cổ đưa vào đấy một cuốn mặt. Trong cuốn thủy. Chúng em lo anh làm ngấm lắm anh làm ạ. Em sợ anh ngấm tiếp nữa thì. Đã bể hầu rồi giờ bể đá cổ nữa thì. Nói chung là dễ dính lắm. Dễ dính. Dễ ngấm lắm. Thôi chuyển đá nó gần lắm rồi. Không. Cái tìm hiểu về đá nó sâu hơn nhiều. Vâng. Vâng.
sâu hơn, đòi hỏi kiến thức rộng hơn nhiều, sâu rộng. Chân này không phải chân thụt đúng không anh nhỉ? Chân này là nó quy là giá dòng này nó sẽ quý hơn. Cái này như cụ chưa đục để đấy. Đây là bể chơi và kiểu để cất đồ, kiểu để những cái nhẫn cái những thứ nhỉ, cất đồ. Anh muốn cái đôi voi này cũng rất là nhiều đấy, bông voi này em cũng ít gặp phải nhỉ. Bộ rất đẹp, rất đẹp luôn. Dân gian nhiều đồ đẹp lắm nhưng mà mọi người cất đi hết rồi, giấu hết, đang giấu. Các cụ có thì khoe ra một chút để anh em cùng biết nhá. Cứ khoe như Hùng này thì mới vui. Bên kia còn không anh? Thôi. Thế rồi chị ạ.